But this one, they didn't have to travel very far. So that's nice. And then over here, we have Front Row Joe. Hey! Woo! We love you! 25. I don't know what they do. I know they're rich. I know what they do, but we love all of you. You're great. Thank you're you. American patriots. Thank you. Thank you. By the way, the Vietnamese delegation. Yeah. I don't know what they do about Vietnam, but they do. We love you. 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 Thank you. We love you. They travel, they travel with me all over. You know, I must be too soft on Vietnam because you like me too much. Yeah, we like freedom. We love you. We like freedom. We like freedom. They want the country for freedom. They want freedom. That's right. That's it. Under fight. You want freedom. Freedom. 5, 6. I think it's 125. I don't know what they do. I know they're rich. But I don't know what they do, but we love all of you. You're great American patriots. Thank you. And by the way, the Vietnamese delegation, I don't know what it is about Vietnam, but they do like me. Thank you very much. Thank you. And we like them. Thank you. They travel me. They travel with me all over. You know, I must be too soft on Vietnam because you like me too much. You like me too much. Thank you very much. I agree. They want freedom. That's right. With the president. With the president. With the president. Thank you. With the president. We'll be right back.
Morning quý vị. Xin chào quý khán giả của Bình Võ và Ngọc Trang Channel. Hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2024. À, thông báo với quý vị một chuyến nữa, đây là một chuyến đi xa. À, trong vòng 16 tiếng đồng hồ quý vị, từ Florida lên New Jersey để cho ngày mai sẽ có một buổi rally tại New Jersey, Wellwood, New Jersey. À, từ Florida lên Wellwood, New Jersey thì lấy xe trong vòng 16 tiếng quý vị, 16 tiếng đồng hồ thì marketing của chúng em sẽ đồng hành trong chuyến đi này. Và hiện tại bây giờ thì đã là 10 giờ sáng của ngày thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024. Đồng hành với chúng em thì có bà xã em chuẩn bị, đang còn trên đường chuẩn bị ra nhé. Sắp xếp là bây giờ xe đầu đã một máy Rona rồi, chuẩn bị để lên đường cho một chuyến đi xa. Trước một chuyến đi xa như vậy quý vị, thường thường thì chuẩn bị rất là nhiều thứ, nói chung nào đồ ăn đồ uống tất cả mọi thứ trên hành trình, trên một chuyến đi, trên một đoạn đường dài như vậy trong 16 tiếng đi và 16 tiếng về. Thì một lần nữa Bình Võ và Ngọc Trang xin chào đón quý vị khán giả nha. Và trên đoạn đường đi thì chúng em sẽ có những buổi live stream và quay phim tiếp. Đây này, đây xin người này đồng hành cùng em chuẩn bị cho một chuyến đi xa là vậy đó. Tay sách đắt mang quý vị, mọi thứ phải ready nha, đi là vậy đó. Nhưng mà đến nơi thì rất là hào hứng nha. Bây giờ đi là thấy đầy đủ trong xe là tất cả mọi thứ quý vị phải ready như vậy nè. Nào áo, nào quần, nào giỏ sách nữa chứ. Nói chung là đủ thứ hết. Cái này giống như bỏ phía bên hướng Minh Anh của em đi, nó nhiều. Ok quý vị, thì một lần nữa Bình Võ và Ngọc Trang sẽ chia sẻ với quý vị trên đoạn đường đi. Và hiện tại bây giờ Florida bắt đầu chuẩn bị đang chuyển mưa ngay chú quý vị. Thì hẹn quý vị trên đoạn đường đi nha. Ok, quý khán giả hãy chia sẻ và đồng hành cùng em nha. Ok, bye bye quý vị, hẹn gặp trên đường đi nha. Chúng em sẽ live stream và nói chuyện, và qua những thước phim này thì để quý vị biết được ôn lại những cái kỷ niệm mà trong những ngày chúng ta ủng hộ cho tổng thống Trump như thế nào để đoạn đường tổng thống trở lại White House. Ok, một lần nữa Bình Võ và Ngọc Trang tiếp tục đồng hành, hẹn quý vị ngày mai tại buổi rally của tổng thống Trump. Chuyến này đi thì bây giờ tụi em bắt đầu đi thì khoảng 1 giờ sáng là tụi em sẽ đến New Jersey nha. Đó là hành trình nó quyết định như vậy, quý vị thấy không? Nè, trên xe này đủ thứ đầu hàng hết. Đây là cái microphone, là cái đó, áo quần giỏ sách đủ thứ. Ok quý vị, bye, tiếp tục đồng hành cùng em. Go. Tiếp tục nha. Đó, bắt đầu lên đường. Lên đường. Đó, đây là cái map hết đó. Đó, đây là hành trình đi nè quý vị. Đó. Let's go. Hành trình đi là sẽ đi rồi đó. Để chuẩn bị thôi. Ok. Let's go. Đây là cái dàn mà để mà hình camera quay phim trong đoạn đường đi live stream đó. Để mà ra khinh là lúc nào cũng vậy, đủ hình đó. Đủ thứ. Có karaoke này nha, chút xíu nữa mà đi xa quá mà buồn ngủ thì cũng là có karaoke luôn. Đó. Cao nha.
mình có chiếu đầy đủ. Let's go. Đợi một lúc đi chị. Sắp so rồi cái gì vậy? Phải suy nghĩ. Để chị đọc mấy cái email. Thì tận nhà rồi. Với đại gia còn được thêm con. Thì mình sẽ đắm đi tới một cuốn sách con. Ok, để cho em có cái câu cuốn sách con đây. Chúng ta tiếp tục thêm mặt đẹp thêm. Tại sao phải dùng bước như vậy? Nếu mà chỉ cái này là bảo đảm sẽ không nghiêng không nghiêng không nghiêng. Chỉ có cái đồ xanh đi theo rồi, theo thôi xong rồi. Bên xe đi ăn uống cục bộ trên xe để cho kịp giờ đó quý vị, chứ không phải là tới xe bị trễ. Đi sớm hơn mỗi bữa. Tại vì cái đoạn đường này tới 16 tiếng đồng hồ đó. Hello quý vị, cùng đúng như mọi khi. Bây giờ em đã đến ngay cái sân bất kỳ, cái trạm dừng chân đầu tiên để mà fill cho đầy bình xăng nha. Và tiếp tục cho cuộc hành trình hôm nay. Ok quý vị, cho nên bây giờ tiếp tục nha. Chúng ta đồng hành cùng chúng ta. Sau lúc đổ xăng xong thì bây giờ chúng em sẽ đi vô bên trong để mà lấy một ít đồ. Và quý vị thấy bây giờ trời nó còn chuyện mưa gió mà cây xanh hôm nay rất là đông luôn. Tụi em đến đây gió bạo luôn nè. Tụi em đến đây mà chạy như này là hai vòng luôn á mới đậu được, mới có chỗ đông để mà đậu đổ xăng. Quý vị thấy đông dễ sợ không? Hôm nay biết làm gì, đông dữ vậy biết nữa. Tụi em mới học trên đường để đi đến trên đường đi đến New Jersey nhé. Đây là trạm dừng chân đầu tiên tại cái sân bất kỳ nằm gần Jacksonville. Ok, đây vô bên trong. Hello, mọi người rất là đông. Trong cái gì phút này. Food are everywhere. Đó, food rồi. Họ ăn đồ uống là quá trời. Đó. Quý vị đi một vòng nha, cho quý vị quay food. Thế rồi. Đó, đông. Ok, quý vị, quá trời food. Trong này vô đây là lấy food đồ xong là tiếp tục cho cuộc hành trình. Đầu này bia rượu gì có hết trơn nha, lạnh lẽo rồi có hết. Đó, đi vô và chúng ta, quý vị thấy rồi đó, quầy biết bao nhiêu người đặt tiền trong cái quầy đấy. Bây giờ chúng ta đi ra lại, chứ quà quý vị thấy cái giường này gió khiếp không? Nè, bạn stop này, thấy các bạn này. Đó, gió mặt vậy đó quý vị. Gió mặt nha. Em ra tiếp tục đặt đấy. Thiệt á, lại sợ là mình đưa ra nhiều cái đó mà mình làm cũng được á, anh Trung. Em rất là ngại luôn, học luôn. Bây giờ chúng ta sắp sửa tới cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận. Tới cầu rồi nha. Rồi. Mà hôm nay không kịp live stream. Bây giờ em sẽ gửi qua cho anh quay phim thôi. Riêng cái clip của cái bài là em chắc chắn trong một ngày khi mà có lên là họ sẽ tới liền. Chứ mà Black Hole Trump đó là những cái nhóm đó, những cái người đó là theo gia đình mình suốt cái thời gian. Mình tại mình hỗ trợ cho chương trình của họ rất là nhiều rồi. Cầu chiếc xe kia như thế nào? Chiếc xe thứ 8 bằng 5 bài đồng hồ. Okay. Rồi bây giờ em sẽ gửi tên với lại cái người đó về cái nhân vật đó với lại cái hình luôn rồi là cái gửi liền cho chị.
Châu. Bên cái người mà mới anh mới nói đó hả? Anh là anh muốn biết tìm hiểu về cái người đó nhiều hơn đó hay sao? Nói chung là cái con đêm rồi, nói chung ngày người thấy bỏ. Nói chung người này cầu phao vừa lắm đó, anh Trung. Em bữa trước là tại vì xuống ra liền, bốc ra liền xong rồi có gặp người này xong rồi gặp em nói chuyện với chương trình xong. Thì chương trình nói em là sẽ giúp tụi bay kiếm thêm nhiều người để giúp cái chương trình nó mạnh hơn. Thì học vào là tiếp tục được chờ ngày tới. Tại vì học ra những cái người này không là theo tổng thống thì không muốn đi vô cái tổng chung. Đó là chiếm cái thường của anh, hiểu không? Họ có thể giao tiếp được cho mình được những chuyện đó. Họ cũng giống như em, điều phụ, rồi tương quan với nhau vậy đó. Mà có cầu đây như thế là phải hiểu thấy hai bên không có kết lắm. Mình phải công nhận của họ, tại vì chỉ có những người nói thôi, còn những người mà đi như e, như chất tình, như đen, những người này, điều đó. Bây giờ phiếu xin chưa bắt đầu chúng ta tiếp tục chạy tiếp nha. Lên đường tiếp tục một tiếng hồ nữa. Ok. Đó là cái sản phẩm kì. Lúc nào cũng refill gas như vậy đó có gì. Từ đây lên New Jersey thì phải refill 4 lần nha. Đi 4 lần về 4 lần để refill. Đó, trạm dừng chân là vậy đấy quý vị. Cái sáng bất kỳ hôm nay rất là đông luôn và gió nữa, trời bắt đầu chuyển mưa, quý vị thấy không, trời rất là cloudy luôn đó, bất kỳ thì lúc nào vậy. Từ đây lên New Jersey bốn trạm đây là tới ranh giới của Florida và Georgia đó, quý vị thấy không? Đây là cái cục của Florida. Chia sẻ cùng quý vị thôi chứ không nói là wow
trước mặt chúng ta là nguyên một chiếc xe để dưới hấu được vậy. Dưới hấu từ Florida trở lên Georgia. Đến Georgia đi. Wow, xe dưới hấu kia được vậy. Wow, ok. Có những cái gì mà là đến đêm được quay quay hết được vậy. Ê, một chút xíu chia sẻ cùng quý khán giả nha. Ok. Sắp xuống này nha quý vị. Dạ. Được. Dạ. Rồi em chơi vui vẻ nha. Có gì cái gọi cho em sao? Dạ. Cảnh sát. Là. Police rất là đông. Dạ. Trong cái đoạn đường này. Dạ. Kinh khủng lắm. Mà nó canh. Nó canh rồi nói là đoạn đường này. Nó canh là canh khủng khiếp lắm. Cảnh sát. Cảnh sát. Sắp sửa tới biên giới của South Carolina nha quý vị. Anh nhớ không lầm đi qua cái cầu này, cái cầu trên đó đúng rồi. Đó quý vị nhìn ở giữa kìa, có cái cờ, quý vị thấy cái cờ chưa? Đó là South Carolina, nó khác một địa điểm. Ở đây là đó quý vị. Nó làm một cái cổng giống như mình vô cái nhà luôn đó. Nhưng mà cái cổng này khác hơn nha. Hai bên cái tù lá cờ là treo ở giữa luôn đó. Đó là biểu tượng của South Carolina. Chiếc xe nó che cái xe này. Nhưng mà cái này cũng được. Đây. Vô giống như cổng nhà vậy thôi. Ờ, à, giống như vô khu nhà đó, có gì thấy không? Cái cờ Mỹ với cái cờ của cái tiểu bang. Cái tiểu bang luôn đó, nó nằm chung luôn đó. Đó. Đẹp không? Yeah, bên cục ra bên cục vô đó. Đẹp không? Đó, South Carolina. Yes. Ok. Đó, tiếp tục. Đó là bây giờ mới qua được hai biên giới hả? Hai biên giới là ba tiểu bang. Florida, Georgia và bây giờ South Carolina. Dưới South Carolina này mình nhớ mình có ghé không em ạ? Có ghé, lúc nào cũng ghé. Mày ghé chỗ này nó bây giờ khỏi. Giờ phải hả? Giờ đang xem chạy chút xíu người ghé. Nó chạy lên cái bất kỳ gì. À, còn 7 máy bay nữa bất kỳ tới nha. 7 máy bay nữa là coi như là tiếng rồi đó. Ok. Khỏi chỗ đó là mình like là vừa. Ok. Đúng rồi, lên bất kỳ mình fill đây mình xanh rồi bắt đầu mình chạy. Đó là trạm hành chính thứ hai đó. Vì thấy không, chạy nãy giờ là quá trời luôn. Chạy thêm tiếp. Mình vô cái, mình có đi vô cái đường ngay chỗ mà cái của cái thành phố của anh nhớ cái chỗ đó giống như kết vô với lại thằng vị trí nhà không? Đẹp thiệt đẹp không? Thành phố cổ cái cầu mà đi qua cái ngôi nhà chớp lên á, anh nhớ không? Cái lòng đó mình đi ra thì theo xe bus đó. Của năm 20, đó, chỗ đó. Thì là mình xíu một buổi chiều tới mình xuống khi đó là mình đi vô city đó, mình đi order thức ăn là vừa luôn. Anh nhớ cái chỗ đó không? Cái đi qua cái cầu dài đi nhà mà cái mấy cái view nhà giống như nhà Ấn Độ mà thấp lên á. Em nhớ cái đường nó vẽ nó đẹp lắm. Trời trong vắt luôn đó mọi người, đẹp. Mới mưa tạnh bây giờ. Nhìn nó sạch đó, nhìn nó trong. Nãy giờ xe đi ngang qua nhiều người chớp đưa tay lên quá trời luôn. Người ta còn hỏi mình nói xe này có phải là đi New Jersey không nữa chứ. Mà chính xác là nó còn đi New Jersey mà. Cho tổng thống mà. Are you going to New Jersey? Yes. Yeah. Thank you. Đây là cái trạm Mỹ của thành phố New Jersey. 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 Mỗi lần dừng dèm cho mọi người biết cái khoảng cách bao nhiêu thì mọi người mà có chạy xe đi á sẽ lấy cái điểm này để mọi người biết mọi người dừng chân bao lâu vậy đó. À, thì tới nơi có chỗ chạm xăng rồi có chạm nghỉ được. Thường thường á là mình đi ghé vô cái trạm dừng chân ngay đây phải không? Thì bây giờ mình không ghé mà mình đi bên ngoài cho nên mình chụp cái sai lại cho quý vị thấy nè. Thường thường mình chụp sai là từ trong ra phải không? Bây giờ tập ngoài vô.
Tính sao bằng trời tính nó rõ quá trời rõ luôn. Ok rồi, nói trước bước tới nó hoài nha. Chạy chạy thêm một tiếng nữa, lâu tiếng hơn để chúng tới bất kỳ với trạm hành trình thứ hai vùng xanh, rồi phiêu thêm một chút xíu đồ đồ ăn lúc đầu là chạy dọc đường rồi chứ bây giờ chuẩn bị rồi. Ok, let's go, tiếp tục. Mưa gió bão bùng mới tới khu vực Jacksonville, mưa gió bão bùng này đó, đúng không? Tại vì nếu mà mấy giờ anh lúc đó là mấy giờ hả? 14 tiếng rưỡi nữa. Mưa và gió kinh khủng luôn. Vậy là lúc đó mà nếu mà em bắt máy em nghe vô là nghe tổng thống nói chuyện đó. Dạ. Sao Corona là chưa tới mất nha, chưa tới border. Để vẽ machine bên kia. Vẫn còn nằm trên địa phận của South Carolina nha. Let's go. Vô rồi, hết rồi. Tiếp tục đi lên chút xíu nữa sẽ tới border nha, cái border của South Carolina và North Carolina, thì lúc đó chúng ta tiếp tục để mà đi vào qua North Carolina, xong thì chúng ta phải tới là Virginia, từ Virginia xong chúng ta đi lên nữa sẽ gặp từ bang kế tiếp. Ok quý vị, đấy đồng hành cùng chúng ta. Bây giờ thêm trời nắng rất là đẹp luôn quý vị ơi, trời nắng mà gió mát cho nên nó ấm chứ không phải là nó lạnh đó. Sau lúc chạy nãy giờ chứ vậy là cũng từ rời nhà lúc 10 giờ sáng, còn đến bây giờ thì đã 3 giờ mấy chiều rồi, sắp sửa 4 giờ là chiều rồi nha. Đến khoảng giữa của South Carolina và North Carolina. Đó, sắp sửa tới biên giới của North và South. Kêu là border nha.
Ok. No. This one is Trump fan, okay? You gotta win, man. This country is so fucked up. You gotta win. Yep. Go Trump. You go play. Trump. Go Trump. Fan. Okay? Yeah, let's go. Let's go, man. We're gonna meet, win. Meet American way again. And look at the truck, 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 right? Yeah. Like, that's it. That's the truck. But hey. We're gonna win, huh? All right. We have no choice. Exactly. We got to win. Let's go, Trump. Man. Go Trump. Okay, we'll see you tomorrow. You go to Washington, D.C.? Yeah. I'm going to New Jersey. Washington, D.C., Trump, New Jersey. Trump. Yes. Thank you. Thank you. Wow. That one? Wow, what do you think of it? Wow, what a pinky chupa. Wow. That one would you? Cái hồ đó là cái vườn nguyệt đó. Nhưng mà làm thì là làm có thức nhập. Là trong một đường, cái chuyện gì càng khó khăn hơn. Đi ra thì hôm nay là em mang theo rất là nhiều cái tình mình làm cái gì trước làm cái sẵn sàng giúp người ta trước rồi. Đây, cách đi xa là vậy đó mọi người, đi rau đi mà đi xa mình thấy được tất cả các cái cảnh vậy, do là vậy nè à, lúc mà ủng hộ cho tiếp tục nha à, tại bây giờ thì đã từ 10 giờ từ 10 giờ sáng cho tới bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều rồi cái gì à, mới tới chưa được nửa đường còn nửa đường nữa. Mà phải bỏ vấn đề anh đã nhìn ra được nhưng mà lại vẫn không qua được. Là sắp anh vẫn còn đang chụp nhận trong tới, cái vạch si. Cái điểm chơi là từ cái vạch si qua cái chụp tôi vừa có nhảy qua nó luôn. À, sắp sửa tới cái điểm chơi. Và không được dịch vào cái vạch của anh. Thì còn đây là người đầy đủ sức khỏe để chạy đó. Nhưng mà anh vẫn chưa có chạy được. Chứ là anh có chạy được tới điểm chơi. Nên là mình còn trẻ tại sao không có là con chung. Dù hậu quả thế nào, anh chịu trách nhiệm cho những cái điều đó. Tới cái biên giới Bắc Nam này rồi, thì bắt đầu chúng ta mới tới. Cái biên giới của North và Virginia. Sắp sửa tới rồi. Chết đó. Đi một tắt luôn. Và qua đoạn đường này đấy. À, tới cái sân này, tới cái trạm dừng chân ngay chỗ cái bất kỳ này đó thì tụi em sẽ refill thêm một bình nữa và tụi em ra lại thì tụi em sẽ live stream và chia sẻ với mọi người. Mình đã nói cái tiếng mình là vui vẻ này, để cho mình mọi người cho chia sẻ được cái đoạn đường mình đi. Ok, có gì sẽ chia sẻ với mọi người sau lúc tụi em dừng chân cái đồ sẵn và đi. Và trong lúc tụi em live stream đợt này thì quý vị sẽ thấy là tụi em đi nó giao mùa luôn ơi, giao là giữa sinh sách nhỉ. Và tới ngày hôm nay các con của con không thể nó sẽ sinh sách và cái điện tờ bắt đầu sáng bắt đầu live stream xíu xíu nó sẽ tối luôn thì quý vị thấy ok có thể chất lý chia sẻ một xíu cho quý vị thấy và sắp sửa tới một biên giới là thì em sẽ chia sẻ thêm một biên giới sau Florida chào quý vị, đây là trạm dừng chân thứ hai tại Bất Kỳ. À, tên chúng ta không phải Bất Kỳ, đây là Bất Kỳ nằm trên đường 95 nha. À, cũng nằm thuộc địa phận của South Carolina, chưa tới North đâu. Đây là cái phạm vi của giữa sắp sửa tới biên giới South Carolina và North Carolina. Quý vị thấy trời không? Đang còn mây nè, vân vũ lắm. Mây vân vũ nè, Bất Kỳ. Quý vị hai dãy máy được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 15 mà 2 cây là 30 là 60 cây. Đây là 60 cái trạm xăng ở đây quý vị. Mà đông phu luôn, không có chỗ đậu luôn đó. Ok. Đó, bây giờ đang còn fill xăng trạm thứ 2. Fill cho đầy bình xăng là tiếp tục lên đường. Ok, sau lên đường đó, Bất Kỳ thấy không? À.
Okay, quý vị tiếp tục nha, tiếp tục đồng hành cùng hành trình. Ok, bây giờ chúng em đi vào bên trong. Cũng như mọi khi quý vị vô lấy đồ ăn, đồ uống, tiếp tục. Tại vì đoạn đường đi còn 9 tiếng nữa lắm. Còn 9 tiếng là quý vị, 9 tiếng là thêm một trạm dừng chân nữa. Rồi lúc đó mới tới. Rời nhà vào lúc 10 giờ sáng. Quét rác. Ủa mà sao em bấm kìa kìa được? Vào đây nè. It's too big. Cảm ơn chân tại South Carolina. Wow, đông không? Quý vị thấy không? Một lần vô bất kỳ lúc nào cũng đông đảo vậy đó. Ok, food away. Cho con food bên này. South Carolina. Bất kỳ. Wow, bò lên cái gì? Hamburger. Wow. Ok. Tiếp tục. Let's go. Bất kỳ, bất kỳ. Trời, quý vị thấy không? Trời đã còn trượt mưa nè. Wow, quý vị thấy trời trượt mưa tới nè. Ok. Bây giờ chúng em chuẩn bị lên đường đây. Trời trượt mưa tới, bây giờ mưa nữa rồi. Đang mưa lại ra nữa rồi. Đó, bất kỳ. Tiếp tục. Chào quý vị. Trời ơi, trời em mù quá mọi người ơi. Mưa quá trời. Giờ live stream lên tối sao thấy? Cái gì? Bây giờ sáng xuống rồi sáng, cái xe đổ xuống dưới. Rớt rồi, giờ chồng luôn mọi người, mắt thắng á. Mắt thắng thở lũi vô trong đó luôn. Wow. Xe đẹp quá. Giờ mưa này thèm mà canh chua cá khô đâu. Chua cá khô to. Cá rô độc đi, cá rô độc mà. Canh kho keo quá. Mày bốc về Việt Nam nhớ ghé chú sống. Làm mớ rau rang sầu tỏi. Tiếp tục nghe, tiếp tục nghe. Sao bó rồi. Cái này là biên giới giữa South và North Carolina cái gì? Đó, thấy không? Thấy bên trái, thấy bên phải của Mexico South, sao bó rồi. Và ngay đây luôn, ngay cái cầu. Ngay cái cầu này. Phía bên kia đi về thì thấy cái sai là của South Carolina và bên này đến trên thì sai của nó là đặc biệt. Okay.
vừa đi qua bảy khu vực của South Carolina và North Carolina nhé. Vào lúc 7 giờ tối nay, vào lúc 7 giờ tối, chúng ta chạy thêm một khách nữa, thêm 45 phút rồi. Về để ủng hộ cho chương trình của Tổng thống Trump, nó còn là một cái ngày hội mà dường như nếu mà anh em chúng ta nếu mà ngồi lại với nhau mà nói phím với nhau, có một ngày cùng với nhau để mà đi đến đó mà làm được những điều đó thì Trang nghĩ rằng nó mang một cái tinh thần rất là tuyệt vời luôn quý vị. Trong cái tinh thần đó, cái sự yêu nước của chúng ta, có thể chúng ta ở nhà chúng ta không đi đâu hết, chúng ta đi bầu cử cũng là một điều yêu nước. Nhưng nếu chúng ta có được cơ hội và điều kiện, chúng ta cũng cùng chung tay làm cho việc mai gà một lần nữa có một cái sức hút thật là mạnh vào truyền thông của Mỹ. Nếu đến ngày hôm đó mà quý vị ở nhà thì trên tinh thần quý vị cũng ủng hộ cho những người ra đi. Riêng Trang Vinh Bình đó, cũng có tâm sự rất là nhiều với anh Trung và anh Huy Đức, cũng như là thấy được mọi vấn đề thì cũng đã hiểu được cái vấn đề ở chỗ là hiện nay có những cái tổ chức họ đang đánh phá vào một cái chương trình, dù họ mang một cái tiếng gọi là ủng hộ cho Tổng thống Trump, nhưng họ vẫn đánh phá những cái chương trình của người Việt Mai Gà cho cái ngày hôm đó, thì bỏ qua những cái tệ nạn đó và những cái điều mà không hay đó, thì chúng ta đồng lòng với nhau để giúp cho chương trình Việt Mai Gà nó nằm bên cạnh sự hỗ trợ của quý vị và tinh thần của quý vị, đem đến cho việc qua rà một cái sự thành công, một cái màu đỏ rực rỡ trên cái biển quạt pháp biết, cũng như trên những cái lối đi để nhìn thấy những điều đó. Và dĩ nhiên chúng ta làm thì chúng ta cũng muốn Tổng thống Trump biết được điều đó, và hy vọng sau những đoạn phim những cái điều đó sẽ truyền tải được đến cho hình ảnh của Tổng thống Trump. Từ bây giờ tới ngày 5 tháng 11, những cái buổi bầu cử sắp tới đây rất là quan trọng. Nhưng nếu chúng ta một lần nữa đồng lòng và chúng ta cùng đến để ủng hộ cho Tổng thống Trump trong ngày 13 và ngày 14 tháng 7 đó. Và cũng xin thưa quý vị rằng là có nhiều quý vị nói là tôi không có nghe nhạc rồi tôi đến rally được không? Dạ xin thưa, đó là toàn quyền của quý vị. Quý vị được quyền làm tất cả mọi thứ. Quý vị có thể ủng hộ cho chương trình 5 đồng, 10 đồng nếu mà quý vị không đến nghe nhạc. Chúng tôi vẫn là những người rất cảm ơn thật là nhiều cho những cái tinh thần đó. Và nếu quý vị ghé qua gian hàng của anh Huy Đức, ủng hộ cho anh Huy Đức một cái nón, một chiếc áo, trên cái tinh thần đó thì đây không phải là chúng tôi làm cái việc ăn mày, mà đó là một cái điều mà chúng ta cần phải cộng hưởng với nhau. Tại vì trên bất cứ một vấn đề gì thì lá phiếu là một chuyện, nhưng cái kinh tế để mà dẫn dắt chúng ta ủng hộ cho tinh thần đó rất là quan trọng. Riêng Trang Chính Bình sẽ có mặt ngày 13-14 suốt trong hai buổi rally đó, và sẽ mang chiếc xe cũng như là quyển sách đến cho quý vị với một cái tinh thần là ủng hộ cho người Việt chúng ta, và sau đó sẽ trao tặng lại cho Tổng thống Trump để Tổng thống Trump nhìn thấy những cái tinh thần đó. Nó cũng là một cái kỷ niệm quý vị. Có những cái khi mà nó đi qua rồi, một cái giai đoạn nó sẽ không bao giờ lặp lại, mà một cái history dành cho một vị tổng thống 45-47 mãi mãi sẽ cảm nghĩ rằng là trong lịch sử chính trị Mỹ sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Và nếu nó có lặp lại cho một vị tổng thống sau này thì chúng ta cũng cảm thấy người đi trước đã chịu rất là nhiều những cái khó khăn và lấy được nhiều cái kinh nghiệm để cùng với Tổng thống Trump trong những cái giai đoạn như vậy.
quý vị thấy những cái lúc mà tụi nó gài bẫy Tổng thống Trump và đưa lại những cái điều lo ngại cho quý vị về hình ảnh của Tổng thống Trump, ở ổng sắp ở tù rồi, ổng thế này thế kia, mà quý vị lại cùng chung bước với Tổng thống Trump như vậy, thì ông nhìn thấy những điều đó, một cái sự tin cậy. Làm bất cứ việc gì quý vị, chúng ta hiểu và chúng ta tin cậy cho mỗi một cái công việc mà chúng ta làm, đó là một cái trách nhiệm rất là lớn. Và Trang mong rằng là sau tinh thần đó thì sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị. Quý vị có thể ghét bỏ em, có thể không thích em, nhưng quý vị đừng ghét bỏ hình ảnh của Tổng thống Trump. Và đó là một buổi rally dành cho Tổng thống Trump. Anh Andy Bùi, em cảm ơn là nãy em có lời mời là nếu mà tụi em đi qua hướng Dallas đó thì anh sẽ mời tụi em tới nhà dùng cơm. Tụi em cảm ơn. Tụi em đi cái đường này, tụi em biết là nó đi đường New Jersey là không có đi cái đường đó đó anh. Và xin cảm ơn anh đã có lời mời với lại vợ chồng em nha. Và thường á, tụi em đi ra liền như vậy nè quý vị, chạy suốt cái đường thì nếu mà trên đường á mà ghé được đâu thì ghé là chỉ có ngừng lại vệ sinh hoặc là ăn uống thôi. Chứ còn thật ra mà tắp cho một khu nhà đó, nó là một cái sự bất tiện khi đi chiếc xe quý vị. Chúng ta dừng ở một chỗ đó có thể hàng xóm họ không thích, mà khi mình đi rồi thì đã để lại một cái ấn tượng không tốt cho cái gia đình đó. Nên thường mà cho chị em mình cũng hạn chế lắm. Mặc dù nhiều khi quý vị biết ngừng lại mấy cô mấy chú bưng từng cái đống đồ ăn rồi bánh tét rồi cơm rồi mì hủ tiếu rồi ôi nước uống kết vậy nè, lên hả, chắc lên xe cho Trang với Bình đi tiếp, gọi là dùng cái từ tiếp diện hả. Tiếp diện mà mình thương nổi cái mỗi cái cử chỉ, mỗi cái chia sẻ đó nó ấm lòng lắm quý vị, rất là ấm lòng luôn, chứ không cần nó lớn lao hơn nữa hay là nó to bự gì hết. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ của quý vị đồng lòng với nhau, quý vị sẽ cảm thấy có thể anh em chúng ta biết nhau qua cái chương trình của đài này đài kia này nọ, một cái chương trình mai gà, việc mai gà chúng ta tập trung lại với nhau để ngồi khoe với nhau về cái thành tích của mình trong cái thời gian mình làm việc ở một công ty, làm trong một tiệm nail, làm trong một cái hãng xưởng, một cái buổi tán gẫu với nhau và cùng chung lòng với nhau như vậy. Nhiều khi anh Huy Đức nói chuyện vui, anh Huy Đức nói tới đó mấy ông đem theo đồ để đi tắm biển, chứ không có được tặng đồ tay nhảy xuống biển. Nhưng mà thật ra là giỡn, nhưng mà thật ra đó là một cái sự mà chúng ta có thể gặp được với nhau. Sau một cái buổi rally hoặc là những cái bữa đó, chúng ta có thể đến du lịch ở một cái nơi như bãi biển rất là xinh đẹp của Florida, tiếng là quạt không biết nữa, thì chúng ta sẽ tìm hiểu được cái người dân sống ở đó như thế nào và cuộc sống ở đó. Và đó cũng là một cái bước hứa hẹn cho tương lai của chúng ta nữa. Riêng cái hình ảnh của Tổng thống Trump nó đã đi vào lòng chúng ta. Có thể quý vị ngồi nhà quý vị nói rằng là tôi ủng hộ ổng, tôi chỉ có không có lòng mà không có sức. Ngọc Trang hiểu điều đó. Quý vị ở nhà quý vị ủng hộ cho Tổng thống Trump trên tinh thần đó. Nhưng nếu được quý vị cộng hưởng thêm một cái lời mời cho bạn bè của quý vị, cho những người xung quanh, để mọi người thấy điều đó là giúp lại cho chương trình của Việt Mai là trong cái chuyện mà truyền tải điều đó, Trang cũng thấy rất là vui rồi. Chúng ta có thể không làm gì hơn nữa, nhưng chúng ta có thể có một cái điểm dừng cùng với nhau trong một lý tưởng và một lý trí như vậy, thì nó dẫn đến cái thành công hay thất bại thì chúng ta cũng cảm thấy điều đó cũng được thực hiện từ chúng ta, chứ chúng ta không có sự chia rẽ. Tính tới ngày hôm nay, nếu mà người Việt tại hải ngoại và đồng lòng với vị, Trang nghĩ rằng là chúng ta sẽ đi đến cái mức thành công rất là nhiều, đúng không anh? Nó rất là nhiều luôn. Và bên cạnh đó thì hôm nay Trang cũng xin trả lời cho tất cả các bác, phụ quân nhân cũng như là mọi người nói là cái buổi rally đó anh, mà có được mặc cái đồ quân phục của mình đến cái buổi rally hay không? Đúng rồi. Để mình chia sẻ nha. Cái điều đầu tiên là để mình tiếp nối cho Trang đang nói nữa vậy á, thì quý vị mình cũng được nghe trong ban tổ chức vừa rồi vừa thông báo ra, thì cái buổi rally đó sáng hôm đó sẽ có những người speaker lên nói chuyện. Nhưng mà một cái buổi speaker mà nói chuyện á, nếu mà chúng ta mà tổ chức outside á, thì chúng ta phải có một cái chỗ rất là rộng lớn để đủ mọi người đứng để mà nghe những cái những người speaker cho ngày hôm đó nói chuyện.
Thành ra đó là để mà đáp lại cái sự mà an toàn cho tất cả các quý vị mà đến dự đó, thì chúng em lại là sẽ mướn có một cái hô riêng nữa. Một cái hô đó chứa khoảng từ 800 đến 1.000 mấy người cho ăn thôi, là số lượng đi bao nhiêu người thôi. Nhưng mà cái điều đầu tiên là trong vòng khoảng 800 người trong một cái hội trường như vậy, đó là một cái điều mà giữ cái sự an toàn cho quý vị. Chính vì vậy á, mà trong ban tổ chức nó lại bị kinh phí, thì nó quý vị biết là cái hô đâu thể nào mà phi được. Mà trong lúc chúng ta đi rao lì thì không có sự mà đóng tiền trong cái ngày rao lì đó. Cho nên qua đây á, trên cái tinh thần của mỗi quý vị đến dự cái ngày rao lì đó, trên một cái tinh thần là 5-10 đồng hay là bao nhiêu cũng được hết, quý vị có thể góp vào cho cái quỹ mà tổ chức chương trình cho buổi rao lì đó. Đó là thay lời cảm ơn cho ban tổ chức, thì mình cũng là xin cảm ơn quý vị trước có những cái tấm lòng, mà nếu mà ai có những tấm lòng đóng góp để mà cho cuộc tổ chức rao lì cho Tổng thống Trump cho cái ngày 13 và 14 tháng 7 năm nay được tốt đẹp và suôn sẻ hơn, thì cũng một lần nữa cũng mong quý anh chị em cô bác nếu có đi tham dự thì củ ít lòng nhiều, góp được bao nhiêu thì góp. Đó là cho bên anh Huy Đức được một cái tinh thần là không có lo về cái mặt tài chính nhiều hơn. Đó, điều thứ nhất. Và điều thứ hai là em muốn nói với lại quý cô chú bác, tất cả các cựu quân nhân, các tất cả các trong binh chủng của mà quân lực Việt Nam Cộng hòa chúng ta lúc xưa, hoặc là bất cứ nằm trong binh chủng nào không cần biết, nếu mà các bác có những cái quân phục của mình lúc xưa bận đi ra rao lì càng tốt. Đó là cái lời mà của ban tổ chức đã thông báo như vậy, chứ không buộc quý vị phải mặc áo để mà giống như ủng hộ cho bất cứ ai, mà chúng ta lấy trên cái tinh thần chúng ta đến đó mặc những bộ quân phục đến đó, và chúng ta cầm trên tay cái lá cờ mà ủng hộ Tổng thống Trump 2024, hoặc là lá cờ Mỹ, cờ vàng, bất cứ cái gì chúng ta có thể nói lên tinh thần mà ủng hộ cho Tổng thống Trump cho cái buổi hôm đó, thì cái đó là quá tuyệt vời rồi. Thì đó là cái bên ban tổ chức đã có một cái thông báo như vậy. Cho nên quý bác nào mà có những bộ quân phục thì hãy nhớ cố gắng sắp xếp làm sao ngày đó bật lên càng đẹp càng tốt nha, để chúng ta đến đó. Để không, tại vì giống như người Mỹ vậy các chị, giống như tụi con nè, đi rao lì bữa giờ đó, đến những nơi rao lì cho Tổng thống Trump, mà quý vị biết không, thấy những các cựu quân nhân mà bận những cái bộ quân phục vô, những người đeo những cái huy hiệu đồ, những cái huy chương đồ đó, nó đến mình cảm thấy rất là những người đó, mình gặp được một cái là mình chỉ có là cúi đầu cảm ơn trước đã, tại vì người ta đã phục vụ cho cái đất nước này những cái, em hiểu không, một thời chiến tranh như vậy, thì giống như mấy bác mấy chỗ đã từng phục vụ cho Việt Nam Cộng hòa của chúng ta lúc xưa cũng là một tay nữa, tại sao chúng ta không có giữ được những cái bộ quân phục đó để chúng ta cùng nói lên là chúng ta đã từng là một cựu quân nhân mà đã từng chiến đấu cho cái nước Mỹ này nữa. Cái đó là quá tuyệt vời luôn. Cho nên thành ra qua cái thông báo hôm nay thì em cũng muốn báo lại cho tất cả các bác một cái đó là ban tổ chức vẫn không có buộc quý vị phải bận và đồng phục cái gì hết, nhưng mà quý vị có những cái bộ quân phục của quý vị có thể đến đó tham dự cho cái ngày rally cho Tổng thống Trump của chúng ta. Thường vào những cái lúc ngày xưa nó cho rằng là mình đi chọc quê nó nữa quý vị, nó cho rằng là mình đi chọc quê nó chứ, nó cho rằng là mày đi vô đây mày chọc quê, còn tức hơn có cái bất cứ điều gì đúng không? Nhưng mà dần già rồi tụi cha mới hiểu ra những điều đó. Có những điều mình làm đó quý vị mà mình không tính toán, mình không hơn thua, mình không có gì hết, thì mình cứ sẵn sàng để đối diện với nó, thì mình sẽ nhận lại bằng cái kết quả của chính việc làm, bằng tư tưởng của mình. Nên là tụi cha đi ra một cách an toàn trong những cái lần đó. Và một lần nữa nha, ở Miami còn nó thì cái vị hả, nó còn hơn vậy nữa.
quý vị biết không, đậu xe cái kịch nhìn lên nguyên cái tường quý vị biết không, cái tường nó bề dài nó khoảng 40 mét và bề ngang nó khoảng 10 mét vậy đó, cái tường nó đề chữ BLM. Hai đứa xuống xe một cái rồi nào bịt mặt tụi nó đứng hừ nó làm, trời ơi thấy điều nó muốn hốt hai đứa tụi Trang mà nó chụp vô trong cái tường luôn á. Cái Trang xuống Trang đứng thì có hai ông bà kia đi tới nói mày đi ra khỏi chỗ này đi, một hồi nó đập nát bây giờ. Mà lúc đó là đi vô trong rồi mà nói là ăn uống mà đâu sao đâu, quý vị khi mà dòng xe ra thì nó mất cái thời gian rất là lâu luôn. Là lúc đó tụi Trang cũng bình tĩnh bắt đầu đi vô đi ra, nó nhìn nó nói Trang là hơi con quỷ cái mày đi đâu đây, nó chửi mình những cái từ ngữ rất là mạnh luôn. Và tụi Trang lúc đó nha, anh Bình mới nói thôi bây giờ ăn rồi thì đi ra thôi chứ đừng có để cho tụi nó thấy là mình tới đây mình công kích cho nó. Tại nó mà nó sắp nó cà nó quýnh một cái là thanh bành xe cộ bản thân mình cũng bị thương luôn. Và tụi Trang nha, ngày hôm đó tụi Trang đi ra khỏi chỗ đó xong hai đứa cũng lại bấm tay nhau oh yeah, xong đi ra là cười thôi. Không phải là giỡn đùa đó quý vị, mà nó lúc đó thật sự mà Trang luôn á. Trang có một cái đứa em nó cho Trang một cái mặt dây chuyền Phật đó quý vị, và Trang cứ bám cái tay vào trong cái mặt Phật của mình đó, để xin ngài trợ giúp cho mình, để cầu nguyện cho mình, để mình đi ra khỏi chỗ đó và một cách an toàn. Tại vì thật sự mà nói á, mà có sự mà tranh đấu trong lúc đó và hai bên đấu đả nhau, cái hại trước tiên là mình phải về sửa xe nè, người mình thương tích, rồi lấy đâu cái tinh thần để mình cho con mình nó thấy được là mình đi về an toàn để nó cho mình đi nữa, và cả những người xung quanh gia đình mình lo lắng cho mình nữa, chứ đâu có hay ho gì đâu quý vị. Và đâu có ai muốn mà sự việc nó như vậy. Và quý vị biết mỗi lần mà sửa xe như vậy đâu phải ít tiền. Và khi mà mình chúng ta đang đi tới cái border của vị trí nhà nha quý vị. Về chi nhà. Đó, tới về chi nhà rồi đó, thấy không? Đang đi nha. Ai ở vị trí nhà ta? Vị trí nhà đâu, welcome vị trí nhà. Đó, đây là biên giới của vị trí nhà với lại North Carolina quý vị. Dạ. Mới chạy ngang qua rồi đó. Đó. Cảm ơn. Cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ cho em với Bình nha. Cảm ơn. Dạ, một phần. Đúng như quý vị đó, em nói quý vị ủng hộ tụi em á, cứ lên cái channel tụi em là quý vị quay lại những cái thước phim của tụi em đi. Đó là một cái ủng hộ tinh thần rất là lớn rồi. Chỉ cần nghe thôi là đủ quý vị. Tại vì thực sự ra vậy, mình đi đây á, mình lưu lại những cái phút giây mà tụi em đi như vậy để mà lưu lại những cái kỷ niệm thôi chứ. Wow. Đúng rồi. Michael Phạm nói là ngày mai là sẽ gặp mình ở buổi rally ở New Jersey. Oh, wow, dạ, nhớ lên gặp tụi em nha. Ngày mai sẽ có gặp. Xuống vậy. Ngày mai quý vị sẽ thấy em có một cái điều rất là mới để cho quý vị soi. Ngày mai quý vị đi rồi quý vị sẽ thấy có một sự khác biệt. Nhưng mà không có báo. Anh Lục Thiên kia mình chạy quá tốc độ kìa, anh chạy mà anh Lục Thiên biết anh chạy tốc độ quá kìa. Ủa 80 mà 80 rồi đó, 80 có khi 85 luôn á. Nãy giờ chạy dưới 80 không mà ủa cũ mình đi ăn phở nha. Ủa khu vực ra thì gần đó có chỗ bán phở hả? Mày cũng phẩm kìa. Ủa mà đi đâu được? Mày sao á? Đi đâu thì đi nguyên ngày ở đó luôn mà đâu có dám đi đâu đâu. Thường là tụi em là giống như bây giờ là tụi em mà tới đó cái là tụi em đứng ngay cái get line luôn đó, rồi để ghế rồi đó, lúc đầu ngồi đó luôn đó, lúc đầu là có thể là nó sang cũng được 2 tiếng, tại vì 6 giờ là người ta đã cho là bật cái open rồi, thật ra tụi em phải sắp xếp để sẽ có ôi really để kể nghe tao bữa kể này vui lắm đấy. Em nấu phở đuôi bò, cái nhóm ra lì Bonfire đó vị tới nhà ăn, cái họ ăn xong họ khen cái phở đuôi bò ngon quá. Cái hôm đó trời lạnh lắm, buổi ra lì
cái em ngồi em đâu có suy nghĩ gì đâu. Vậy mà mấy ông bà bên người Mỹ lại nói em sao không, trời ơi giờ mà có cái nồi phở của mày là ngon lành luôn. Cái em thấy mấy cái xe bán đồ ăn đó quý vị, trong những cái buổi rally đó họ bán một phần như vậy là 20 đồng, 25 đồng luôn anh ha. Cái em mới nói nữa em sẽ xin tim trung á, sau này á mà có rally nữa cái có một cái xe phở để tới đó bán phở nóng cho cái cục rally chắc là bán đắt lắm, với lại bán nước mát á mấy việc, nước mà trời nóng á thì lại nghĩ tới cái ly nước mát bí lao của mình. Là ở thông trường đó như là hôm nay là ngày gì mà tụi bay đến đây là có chôm và tất cả những cái ngày đó là những cái ngày quan trọng, những ngày lễ giống như July 4 hay là những cái ngày lễ sinh nhật Tết, Valentine hay là bất cứ ngày nào Valentine kỳ rồi đón mừng ngày Valentine cùng với Tổng thống Trump và tất cả những người yêu nước ở đó. Và mọi người có những lúc mà nói tới gì đó thì những cái cặp xung quanh quay qua họ hôn nhau giữa một buổi rally như vậy và đánh dấu một cái kỷ niệm, một cái điều đó, và đó cũng là một niềm vui quý vị. Thì thay vì ở nhà chúng ta chỉ có chơi với nhau, chỉ có gặp nhau lúc đó thôi, nhưng mà khi đến rally chúng ta gặp rất đông người cùng một ý niệm đó, cùng một ý nghĩ đó, thì cái niềm vui đó phải nhân đôi, nhân ba, nhân tư và nhân gấp ngàn lần lên nữa. Mà chúng ta không hề có một cái tì vết gì trong cái câu nói của chúng ta khi mà chúng ta đón nhận cái ngày lễ như vậy. Và trước cái thèm của ngày lễ Mother Day thì dĩ nhiên cái ngày Mother Day tụi Trang cũng có buổi live stream vào sáng chủ nhật, khi mà tụi Trang trên đường chạy về thì cũng Trang cũng sẽ chia sẻ cái ngày Valentine cùng với tất cả các chị em. Và dĩ nhiên có ngày Mother Day thì cũng có Mother Day cho ngày đó. Và tiếp theo là ngày chủ nhật này em đi về là ngày Mother Day, lại là một cái ngày quan trọng cho tất cả mọi người, thì tụi Trang cũng sẽ có một buổi live stream và chia sẻ buổi sáng đó. Và chúng ta ngồi để chúng ta nhìn lại, thấy được cái hình ảnh của người mẹ, người vợ, người chị, người em của mình trong cái bước đường mà để mà làm một cái thiên chức cao đẹp đó. Và bên cạnh đó có những người không, chưa làm mẹ. Vô gần tới rồi đó, gần tới đó, nhìn mấy hình ảnh này là mọi người biết được là tới đâu rồi nè. Mambaro nè. Là mình đi ngang qua cái sập bài luôn anh ha, cái chỗ mà chương trình CPAC lần đó ở Washington á, nhớ không? Mình biết đi cái đường này, có đi qua ngang qua. Okay. Đi dọc theo bên này không phải đi qua kia. Tại vì đi qua cái hướng bên kia là em biết là được không, đi qua cái kiểu là đi qua hướng khách sạn kia đó. Nhớ kỳ đó sân bay gì đó bên đó, bay của Baltimore đó. Nó có hai sân bay đó, Dublin và Baltimore. Richmond International Airport. Richmond đó là kia về đó. Bay của Richmond là bay đó. Hôm qua cái vé máy bay mà bay xuống tới đây là có 90 mấy đồng đó anh. Là bốn xe đi. Bốn từ đây chạy lên. Nhưng mà đều có khác. Mà chuyến bay sáng sớm luôn á, 6 giờ sáng. 6 giờ sáng của thứ bảy. Còn sáng thứ bảy mình sao đi được? Tới đó là em chạy xe là đúng giờ mở cửa luôn á. Sao được thì nó là dành cho những người mà mua vé thích kịch để mà chấp thực tập trung rồi đó, bóng lại bây giờ hả. Em qua khu vực của thành phố mà đi ngang qua những cái building lớn này, đẹp không? Nhưng mà nói rồi em vẫn thích đi xe mà. Đó, phố đẹp không? Phía bên kia là một đường lớn rồi. Đó thao là đẹp rất quen rồi đó. Wow. Đẹp không gì? Mặt không gì? Mannequin lại trở về Boston rồi kìa. Tuy nhiên còn Washington đây. Wow.
thấy được cái bất kỳ không? Thấy không? Thấy không? Thì thấy cái bóng của thành phố đã không? Wow! Đó sao? Masterpiece DC. Đây này là hàng dấu bước chân nè, chiếc xe này chạy miết luôn đó quý vị. Yes, đặt đồng biết bao nhiêu. Rất nhiều kỷ niệm. Mấy cái món chứ. Chả có cái gì. Đường quanh quanh co co rồi. Đường là quanh co quanh co quanh co. Em ghé thăm từng nhà, xe vô thăm từng nơi, ngài yêu trời. Có quý vị thấy chữ Richmond không? Đó, Richmond. Richmond, thành phố Richmond nào. Nhớ. Hai ba trời, Richmond bự chưa? Thấy không? À, Richmond. Đẹp chưa? Tiếp tục cái gì? Tiếp tục chạy. À, thêm cũng 5 tiếng nữa đó. 5 tiếng nữa là chạy thêm chút xíu nữa, đổ xăng rồi đúng không? Bảo vệ thêm 5 nữa là tới luôn. Tại bây giờ này á, Aiden nó đóng cửa chứ còn không là ghé vô Aiden kiếm đồ ăn là đã luôn. Ăn bún mắm, bánh mì, ăn bún kiên giang, bánh mì nữa, bánh mì nè, rồi ăn bánh mì cũng ngon, hủ tiếu bò kho, rồi mì kho, cà phê bubble tea, trời ơi, đây là season đúng không? Cà phê season ngon. Cà phê nó bỏ lên cái thêm cái channel cho nó. Trời ơi. Nó đậm đà mà cà phê nó ngon. Đấy. Tiếp tục nghe. Tiếp tục đồng hành nghe. Đoạn đường. Đoạn đường hay cái gì? Đoạn đường yêu thương ơi. Trời ơi, đã vậy còn kẹt xe nữa. Trời ơi. Mưa nha quý vị, mưa từ cái khúc đi vô Washington DC để qua bên cái New Jersey nãy giờ một tiếng đồng hồ là mưa rỉ rả luôn. Rồi tới đây là hình như làm đường. Mình ở đây làm tới sáng luôn, tới trên là chắc luôn. Tới 1 giờ ok chứ. Bali. Giống ông Ngọc Dương thăm Jessica. Bali. Trời ơi. Ông đang ra cho vì trà bình 45 phút mà. Làm được nhé. Lóc lại là còn một len nữa. Rồi. Mọi người thấy ở Mỹ không? Họ làm đường là giờ đêm hôm tới sáng là họ mở ra cho thông đường hết. Không có kẹt xe, không có chiếm cái vị trí đường hết. Họ làm từ bắt đầu 9 giờ tối là họ làm cho tới sáng luôn quý vị. Họ cũng làm ở đêm, cái ca của bọn họ là ca ban đêm cũng 8 tiếng vậy hả? Không, mà đa số cũng chắc xịn nữa, của Mỹ cũng làm ban đêm hết. Nhất là làm mấy cái đường xa lộ nữa. Vậy tính ra mấy ngày tích cực lên hả? Ồ, cần thiết. Lương nó không cao lắm.
Wow, đó, trước mặt là thành phố. Giờ này là 12 giờ hơn nha quý vị, biết đây nha. Đi qua thành phố Baltimore. Washington. Cái gì còn đây rất nhiều quý vị, nhiều lắm luôn. Mà giờ này xe vẫn đông nha. Quá trời. Con ngày làm tài xe nhiều lắm anh không? Dạ. Mấy cái khu vực này mà ban ngày quý vị đi là phải trừ hao thời gian của mình để thôi, dễ kẹt xe lắm. Ban ngày là hơi. Có một lần đi từ đi đẹp đi lên tới cái chỗ cái sọc bài gì á, mà đi một tiếng mấy đồng hồ luôn, kẹt trời ơi. Mà thật ra nó chạy chưa tới nửa tiếng ha. Cái chỗ này á, Washington DC, một cái mà em sợ nhất luôn là đậu xe quý vị. Trời ơi, nó sát rạc luôn. Khó ra, khó vô, khó đậu, kinh khủng luôn á. Anh nhớ mấy lần mình đậu xe không? Trời ơi. Quay đầu. Tí lần bạn không biết là tất cả lên. Chết, thì người thích thật. Đi ban ngày nó có cái đẹp của ban ngày, đi ban đêm nó có cái thú vị của ban đêm. Ban đêm yên tĩnh, đẹp thoải mái. Đây là rất là thoải mái luôn quý vị, chạy là bắn thẳng luôn, không có kẹt không gì, chứ ban ngày mà không có được chạy gì đâu. Nói mà thắng với chợ đèn được, rất là khó chịu lắm ha. Chạy được mất cái thời gian của mình, với mà nắng mà nó sâu vô mặt á, quý vị. Tự nhiên chạy về em nhớ cái đêm mà đi từ Trôi Trà về Washington DC để vô quay ao buổi sáng của năm Tây đó không? Đó, nhớ hoài luôn đó mọi người. Lại được qua phim đó. Cống. Anh đặt cống còn luôn đó. Thì gọi là nó đọc chạy băng đồ, đồ chạy. Ủa anh bên kia là như chị hả? Lầu Đông Đốc hả? Ừ, Lầu Đông Đốc. Lầu Đông Đốc. Ừ. Đẹp quá, bút chì luôn, thấy bút chì luôn kìa. Anh bút chì luôn kìa, yeah. Yeah. Wow, trời ơi, tuyệt vời không mọi người? Đẹp không mọi người? Quá đẹp luôn, bút chì luôn đó mọi người. Nó tắt rồi. Cái tiếng Anh Lào Đông Đốc.
nhớ kỳ đó mình đi làm chưa đó không đi đó. Tại vì nó đóng đường á quý vị, kỳ đó mình trở lại vô lại đau sao mà nó đóng đường. Đi lên tới chút xíu nữa gặp đi được cho sân bay. Đúng rồi. Ờ. Cái khu vực đào sao này mà đi vô thì một kiểu kẹt xe là thôi. Nhất là những cái ngày mà cái giờ cao điểm mà nó đóng. Đóng đào sao á là trời ơi. Không biết được mà đi không. Nhất là mấy cái lễ lớn á. Thì đó, hai đứa đi vòng 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 vô đây chú đường nào chặn hết trên quý vị chạy vòng 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 đi vô Capitol cái Memorial
còi gì vậy? Cái tiếng còi gì to quá vậy? Nghe tiếng còi không? To chứ sợ lắm. Ghé vô chở Biden đi ra liền nha Mai Anh. Phía trước này là sông Bao. Bà bây giờ đi vô, xe ở đây nó chạy đi ghê quá. Chị có thấy là sao nó ưa được, Washington mà em nghĩ sao vậy? Em sẽ về nhà nữa hết đó. Đừng nữa. Biết là có ghét mình rồi, biết mình. Nãy giờ đang chạy qua khu vực của downtown của Washington, giờ về hướng Pennsylvania. Đi cái khu vực này nè, chạy xe là phải cầm một mắt thẳng cái chân chích sai một cái là thôi. Đi qua một cái hơi xích lộn nha quý vị, quạnh lại nhất là giờ cao điểm nha. Lần đó anh nhớ một hơi xích không? Mình mất hết nửa tiếng đồng hồ luôn, chập lại mà khó lắm, mà đường nó nhỏ không ạ, chứ đâu có đường lớn đâu, mình đi khó mà chịu vô cùng mà luôn. Cái nhất là lạp lọt xuống mấy đường nhỏ này rồi hả, là cách một cái exit nhất là xa xuống dưới nó cho dư phân nữa, cái chạy vòng 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 đường sáu giờ mà xe vẫn còn đông dữ sợ luôn rồi, 11 giờ rồi đó, 12 giờ nó gần 12 giờ rưỡi rồi, biết ngay đến gì mà thấy xe cộ đông dữ sợ. Mà nó không phải có những cái đường ép đếp cho mọi người đi mà có gì gì đâu nha, có hạn hẹp cái đất dễ sợ luôn hả? Ừ. Đường bây giờ có hai lên nữa. Nó là quá chạy nha, đi khu vực này xe cho giỏi nha, cẩn thận. Đó, chạy vô được tiếng nữa. Làm việc nó rồi, chạy xe vô làm việc căng thẳng lắm á, chứ thơ làm việc căng thẳng. Rồi, được nóng rồi. Thank you.
Maryland. Chạy vô giữa cái bay cái quẹt qua đây. Video của anh like Facebook mà cũng bị tầm lên đấy nè. Sao vậy? Nó copy cái tiếng nhạc đó. Sẽ bị mất âm thanh vài chỗ. Từ từ anh quẹo qua đây nè. Con nhỏ đi ra đây rồi vô. Đâu vậy? Chạy vào đây nè. Mệt. Đấy, giờ này là 2 giờ sáng rồi quý vị. Maryland House, còn thêm 2 tiếng nữa sẽ đến địa điểm rally. Và đây là cái trạm dừng chân thôi. Red area. Đó, xung quanh đây quý vị. Welcome Center quý vị. Cái này Center của Maryland. Dừng chân nha. Travel information. Bây giờ thấy không? Trong này nếu mà đúng ra cái giờ lên của nó, giờ ăn uống thì tức là nhiều nhà hàng. Có những cái ghế cho người ta ngồi nghỉ chân này nè. Quá đã luôn quý vị. Đi ra ngoài lại. Đó, chân rất là lớn. Nhạc lớn lắm. Ok. Let's go, tiếp tục. Đây là khu vực của trạm dừng chân tại Maryland. Mình đi luôn, tiếp tục lên đường. Go, let's go. Thank you.
cho ra là ngày mai mọi người khô ráo cầu đẹp quá mọi người ơi. Wow. Em nghĩ mà ban ngày mình chạy xe rất là đẹp luôn mọi người. Đi về hướng New Jersey quý vị. Nó là giao dịch. Atlantic City á. Là khu vực này là có sân bay rất là đẹp luôn. Wow, vậy hả? Biết hả? Atlantic City. Có mấy sân bay đẹp lắm. Ngày mai cho em vô nhắc bài lần nữa đi. Cái lần đâu? Sao vậy? Sao nó cười kìa? Tóc lắm rồi lắm nữa. Rõ lắm kìa, cái cầu đẹp không? Hai cầu hai bên song song với nhau nha. Quá đẹp luôn lắm kìa. Wow. Hay quá hả? Rất là hay luôn. Bên kia này... giống cái cầu treo luôn rồi. Cầu hai bên giống nhau mà. Này, cầu treo, này cháy mà. Treo, dây, cầu dây đó quý vị. Đi nó có cái nhịp đó quý vị. Nó bắt cái nhịp với nhau á. Chứ 150 rồi. Bao nhiêu thành phố cầu rồi đồ kìa đi. Ôi trời 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 trời. Ba giờ sáng mà tới hù rồi đó. Đi vô cái đồng hương bên quận đường đi ra biển gì thấy không, buổi tối là đi mà thấy như vậy là ngày sau ba giờ sáng có chiếc xe chạy ngược lại thôi. Sao bóng người đứng đón đường, tôi muốn ngược lại để đón người đó đưa dừng
đoạn đường vì thấy người đó đi bộ. Và đó là cảnh sát. Nhưng mà lại gần thì ra đó là xe cảnh sát. Thôi chúng tôi chạy luôn. Ủa đi bộ mà theo xe cảnh sát được. Giảm. Tò lo. Phải chơi đường bởi vì theo từ phía ngoài đường kia nãy giờ mình đi là gần 60 mai cho cái đường nhỏ vậy luôn quý vị, để mà đi vô khu vực biển. Và chúng ta chỉ còn có 27 mai nữa thôi là chúng ta đến nơi rồi. Đó 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 đó. Đã tới rồi mọi người ơi. Tới rồi đó. Mọi người, bên tay phải của Trang là biển rồi đó mọi người. Tối mù luôn, 3 giờ sáng rồi. Mình không thấy đường, thấy sáng gì luôn. 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi sáng rồi đó mọi người. Có thể là thấy thường ở biển của Mỹ mà đi vô biển là trước khi từ thành phố mà qua biển là nó sẽ qua cái cầu thấp thấp từ xa xa là mình thấy rồi.
ít ốt a hơn mà. Đèn này, sau đó tại điểm tiếp theo rẽ phải. Hey, how are you? Hello, we have been parking. Oh, really? Yeah. Oh, you can park right here? I think. Why not, right? Yeah. Where the light up at? Where the light up on the side? The rally parking area? Yeah, I don't know where the lineup is. Yeah, this is what my direction showed me to come for the rally. Okay. So you just apply here? Excuse me? You just apply here for today? I'm sorry. You just apply? What time you here? You just we apply? Just got here. Oh yeah. Yeah. So this is great. Yeah. Here, right here's a space right up there, and there's no meters. Yeah. I see it right here too, right there, behind yeah. you. Yeah, right here, all these along here. I mean, it doesn't say anything about parking. Right. What does this say right here? Contact with parking by Paymobile. Okay. It doesn't say it on this side. Though. I see the people right there. Oh yeah, right here. Right. Yeah, Daddy, I'm gonna have to take care of that. All right. All right. Have fun. Right, you too. Thank you. Okay, so. Oh my God! Stay home. I had to, you know. Where are people? Let's check out. I don't see anybody here. Where are they?
didn't see anybody here yet. Everybody here? Yeah. Right here, people are here. Oh yeah, there's cork. Is this? Looks like it's chairs. Oh, everybody has their chairs here. Guess, right. Thank you. Thank you. Have a great time. So this is. Let's go. This is it. Hello. Bentley. How are you? Too dark here now. It's dark. Yeah. Good. Is anybody up there? Really? You're good though. Yeah. Really. We see have some of my friends are already here with a fundraiser group. So I don't know what it means. Yeah. We have to set out. Yeah, we go this way and turn around. Okay. Mọi người đến đây khắp bờ biển. Tối lắm. Okay. À, quý vị, đây là khu vực mà mấy tấm bạc xanh này quý vị. À, phía sau này, phía sau tấm bạc này là nguyên một dàn bãi biển quý vị. Mà che như vậy để ngày mai ra tổng thống vào đi ở đây. Và xa xa quý vị, tấm bạc xanh này. Xa lắm, dài lắm. Nó kéo dài một khu vực biển này luôn và khu trò chơi ngoài kia. Nó kéo dài xuống như vậy. Và mấy giờ em mới chạy ra. Giờ em đi vô lại đây. Thật là đông lắm quý vị. Rất là rộng lớn luôn. Mà ở dưới bãi biển thành ra là toàn đất không, cát không quý vị. Ngày mai mọi người sẽ ở dưới biển như vậy. Nguyên một buổi sáng tới chiều tổng thống sẽ tới vào speech vào lúc buổi tối. Mà mọi người bây giờ đã đứng ở dưới đó rồi. Thì thực sự em quay một sân hình ảnh quý vị đã thấy. Tôi đã có đi coi. Đây là khu vui chơi của bà vị. Bà vút nha. Để mà làm một xe ngoài nhà xuống giờ. Để quý vị. Hiện tại bây giờ là hơn 4 giờ sáng rồi. Mà mới đi đặt cái ghế để ngày mai có chỗ có gì. Như vậy okay. Ngày mai mình liên lạc với mọi người ở đây. Wonderful. Ok quý vị, mới đầu cái phạt chứ chưa rất là xa. Đây là cái xe mà cái người mình giữ, mình nhờ giữ hai cái ghế giùm. Xe mình đây, bây giờ mình phải chạy kiếm chỗ ở đậu và mua lên thực phía bên kia được đây. Đi bằng số xe của mình. Mà mình nhờ okay. Còn thì ngày mai mình nhờ người ta tiếp. Giờ chạy. Bye.